sinh quyển sinh quyển là một bộ phận của vỏ trái đất chứa đầy vật chất sống toàn bộ các cơ thể sống và các sản phẩm do hoạt động sống của chúng sinh ra sinh quyển còn được định nghĩa là một trong những quyển của lớp vỏ trái đất mà thành phần cấu trúc và năng lượng của nó chủ yếu được xác định bởi hoạt động của các cơ thể sống phạm vi của sinh quyển một thạch quyển định nghĩa thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài cùng nhất của các hành tinh có đất đá hai khí quyển định nghĩa khí quyển là lớp khí bao quanh trái đất, luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời. 3. Thủy quyển, định nghĩa, thủy quyển là lớp nước trên trái đất bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. Nhân tố ảnh hưởng, cộng chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, cộng địa thế, thực vật và hồ đầm. 4. Thổ nhưỡng quyển, định nghĩa, TNQ là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì. Nhân tố hình thành, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian, con người, từ đó ta có sinh quyển bao gồm toàn bộ tầng thấp của khí quyển, toàn bộ thủy quyển và phần trên của thạch quyển. Trong thực tế, sinh quyển trùng khớp với phần rắn trên bề mặt trái đất, đóng vai trò hỗ trợ và cũng bị ảnh hưởng bởi động lực của sự sống. Phần rắn này bao gồm, ngoài các bề mặt lục địa, các phong bì lỏng và khí của hành tinh chúng ta, có tương tác rất quan trọng đối với hoạt động của sự sống trên trái đất vai trò của sinh quyển sản xuất chất hữu cơ thông qua quá trình quan hợp oxy việc sản xuất oxy và nitơ xảy ra trong sinh quyển chịu trách nhiệm cho hầu như tất cả các quá trình sinh hóa sản xuất chất hữu cơ thông qua chu trình hoàn chỉnh của carbon bao gồm cả chất nền trên mặt đất và đại dương các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật khí hậu nhiệt độ mỗi loài thích nghi với một giới hạn nhiệt nhất định nhiệt độ thích hợp, sinh vật phát triển nhanh, thuận lợi. Nước và độ ẩm không khí là môi trường thuận lợi, sinh vật phát triển mạnh. Ánh sáng quyết định quá trình quan hợp của cây xanh. Cây ưa sáng phát triển tốt ở nơi có đầy đủ ánh sáng, những cây chịu bóng thường sống trong bóng râm. 2. Đất, đặc điểm, các đặc tính lý, quá, độ phì ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố của thực vật. 3. Địa hình, độ cao, lên cao nhiệt độ thay đổi, độ ẩm thay đổi, thực vật phân bố thành dành đai khác nhau. Hướng sườn, hướng sườn có ánh sáng khác nhau, thực vật phân bố khác nhau. 4. Sinh vật, thức ăn là nhân tố sinh học quyết định sự phân bố, phát triển của động vật. Mối quan hệ, nơi nào thực vật phong phú thì động vật phong phú và ngược lại. 5. Con người, ảnh hưởng đến phạm vi phân bố của sinh vật. Tích cực, trồng rừng, mở rộng diện tích rừng. Mặt tiêu cực, khai thác rừng bừa bãi rừng thu hẹp qua những kiến thức thú vị về sinh quyển và năm quyển kết hợp cấu thành bề mặt vỏ trái đất em nghĩ rằng con người là một động vật bậc cao nên có nhiều hơn những hành động bảo vệ môi trường giữa hệ thống sinh quyển được cân bằng bất cứ một mắt xích nào của sinh quyển bị ảnh hưởng sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống cảm ơn các bạn đã theo dõi